Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đồng, đồng vừa ban hành quyết định về quy định diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này sẽ tháo gỡ các vướng mắc cho các trang trại nhà vườn muốn xây dựng kho chứa vật tư, cơ sở sơ chế nông nghiệp hoặc xây dựng công trình thiết yếu phục vụ sản xuất mà không phải chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan cá nhân hoặc hội gia đình, cộng đồng dân cư, sử dụng đất nông nghiệp và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo quyết định này, người sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có diện tích từ 500 m2 được sử dụng diện tích đất từ 25 m2 để xây dựng công trình và chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, người sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có diện tích lớn hơn theo từng khoản diện tích sẽ được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp lớn hơn và diện tích trong quy định này được xây dựng tại nhiều vị trí trong khu đất để thuận tiện hơn cho phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đất để xây dựng công trình được thống kê là đất sản xuất nông nghiệp. Công trình xây dựng không làm ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, công trình đê điều, giao thông đội đồng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp liền kề. Tổ chức cá nhân có quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp tập trung lớn hơn, diện tích theo hạn mức giao đất đối với từng loại đất các tổ chức cá nhân đang sản xuất nông nghiệp có nhu cầu xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp chỉ cần gửi thông báo đến ban nhân dân cấp xã nơi có đất để ban nhân dân cấp xã kiểm tra giám sát lập hồ sơ theo dõi việc xây dựng công trình trên đất theo quy định này mà không phải làm bất kỳ thủ tục hành chính nào khác.